Hi, xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán các bạn. Hiện nay mình nói về toán lớp 8 nhân đa thức với đa thức. Thì trước khi nhân đa thức với đa thức thì mình sẽ nói về cái công thức để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Đó là A cộng B. Đây là một đa thức nè. Nhân cho C cộng D. Đây là một đa thức nè. Khi giải nhân đa thức cho đa thức thì các bạn lấy số từng hạng tử của đa thức này nhân cho tất cả các hạng tử của đa thức kia, được chưa? Thì sẽ bằng là a nhân c cộng a nhân d. Sau khi a nhân hết cho c và d rồi thì tiếp tục tới b, vậy là b nhân cho c cộng cho b nhân cho d. Ok chưa? Đó được gọi là phương pháp phân phối, được chưa? Rồi thì đây bài a, x bình trừ 2x cộng 1 nhân cho x trừ 1, thì các bạn có thể lấy đa thức này nhân cho đa thức này, hoặc là lấy đa thức này nhân cho đa thức này. Thì mình thấy rằng ở đây nè, mình lấy đa thức sau nè, mình lấy đa thức sau nhân cho đa thức trước nè. Rồi các bạn nhìn nè, mình làm chậm nha. Đó, mình sẽ làm chậm, vậy là mình sẽ làm chậm trước, vậy sẽ bằng nè x nè nhân cho cả cái đa thức này là x bình trừ 2x cộng 1. Ok chưa? Rồi tiếp tục trừ 1, nhớ cái số là phải luôn luôn ghi với cái dấu của nó. 1 này ghi với dấu trừ thì trừ 1 nhân cho cả cái đa thức này. Đó, x bình trừ 2x cộng 1. Ok chưa? Rồi thì tới đây các bạn lại quay về cái bài toán đó là đơn thức nhân cho đa thức. Các bạn chỉ cần phân phối vào vào giúp mình, được chưa? Vậy x nhân cho x bình ra x mũ 3. Muốn nhân hai lũy gọi là muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số x nè, ta lấy mũ nè, đây là 1 cộng với 2 ra 3, được chưa? Tiếp tục cộng nè với trừ ra trừ, 2 nhân 1 bằng 2, x nhân x ra x bình, cộng với cộng ra cộng, 1 nhân x ra 1x. Ok chưa? Trừ với cộng ra trừ, 1 nhân x bình ra 1x bình, trừ với trừ thành cộng, 1 nhân 2 ra 2, x viết lại, trừ với cộng ra trừ, 1 nhân 1 ra là 1. Rồi bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần rút gọn x mũ 3, không có viết lại. Tiếp tục x bình trừ 2x bình, trừ khi 1x bình nữa thì phép cộng đơn thức với đơn thức thì các bạn lấy số cộng số là trừ 2 cộng cho trừ 1 ra là trừ 3, viết lại phần biến, được chưa? Rồi 1x nè cộng thêm 2x ra 3x trừ cho 1, viết lại, được chưa ạ? Đó là cách chậm nha các bạn. Cách chậm lấy từng đơn hạng tử này nhân cho đa thức này, lấy hạng tử này nhân cho đa thức này, đó là cách chậm. Rồi cách lẹ hơn là các bạn làm luôn, các bạn không phải cần viết cái bước này nữa. Không cần viết cái bước này nữa, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ làm lẹ nha. Mình sẽ lấy đa thức sau nè, nhân cho đa thức trước. Rồi các bạn làm lẹ nè, lấy ngầm nhân trước. 5 nhân cho x mũ 3 ra 5x mũ 3. 5 là nhớ là dấu cộng nha các bạn. Cộng nhân trừ ra trừ, 5 nhân 2 ra 10x mũ 2. Cộng nhân cộng ra cộng, 5 nhân x ra 5x. Cộng nhân trừ ra trừ, 5 nhân 1 ra 5. Ok chưa? Rồi tiếp tục cái này nhân cho cả cái đa thức này. Rồi các bạn à, trừ với cộng ra trừ, x mũ 3 nhân x ra x mũ 4. Trừ với trừ ra trừ, x nhân cho 2x bình ra 2x mũ 3. Trừ với cộng ra trừ, x nhân x ra x bình, trừ với trừ ra cộng, x nhân 1 ra 1x. Ok chưa? Rồi tiếp theo các bạn chỉ cần rút gọn thôi. X mũ 3 có, vậy là 5 trừ cho 2 còn lại 3x mũ 3. Tiếp tục đây, trừ 10x bình, trừ 10x bình, trừ thêm 1x bình nữa là trừ 11x bình. Đây 5x, đây 1x nữa là 6x cộng 6x. Rồi 5 không có, viết lại trừ 5, trừ x mũ 4 không có, trừ x mũ 4, viết lại. Ok chưa? Đó là cách nhân đa thức với đa thức, được chưa ạ? Rồi trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.